Bên này có bao nhiêu con 14 mà lớp mang đi em xem. Chỗ này bao tiền đây em? Chỗ này 27 củ anh. Ui, 27 củ á? Em làm gì mà sao nhiều tiền đấy? À, em làm chạy quảng cáo Facebook, dịch vụ Facebook, tích xanh các thứ có hết anh. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? 27 củ này thì mua được cả 15 Pro Max với anh rồi thì sao lại lấy 14 Plus làm gì em? À, em mua hai con 14 Plus để em mua người yêu em nữa. Mua cho người yêu nữa? Vâng. Được của nó đấy. Đây anh gửi em 14 Plus nhá, màu trắng này, màu tím, màu xanh với cả màu vàng em nhá. Em kiểm tra đi. Em thích màu nào? Em thích màu tím vì chung. Ở nhà nó to đấy, ở đây là bé thế. Mày về chết với bà. Thôi, toàn. Ơ thế bình thường ở nhà người yêu em hay nói to đấy ạ? À? Vâng anh ạ, à, bình thường ở nhà nói to lắm. Hôm nay không biết là nó lạ. Chắc hôm nay là dẫn đi mua máy đây là... Đấy đấy. Anh, em thích con này rồi đấy. Thì sao? Thích cái này. Chốt em con này luôn anh nhá. Chốt hai con này luôn anh em không? Người yêu mình hôm nay đẹp trai thế nhở? Thật là vãi chưởng. Ok, tiền anh đếm đủ rồi nhá. Mà hai bọn em quê đâu ấy nhở? À, em quê Hải Dương. Được ạ, thế hai đôi chim sẻ này chắc yêu nhau cũng lâu phết rồi đấy nhở? Em quen nhau từ cấp 2 rồi. Quen nhau từ cấp 2 á? Bây giờ cùng trường mà anh biết rồi đấy. Bây giờ cùng trường đại học luôn. Vâng. Làm gì đấy? Anh gửi em hóa đơn về phía bà Hạnh nhá. Tặng em hai em là voucher 100k này. Phụ kiện thì anh để hết trong túi rồi nhá. Gửi em. Anh cảm ơn nhá. Vâng, em cảm ơn anh.